Long Jun bóc phốt người phụ nữ có liên quan đến Mr. Đàm, núp bóng chính nghĩa tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc. Mới đây, TikToker Long Jun bất ngờ tố cáo một thầy phong thủy triệu view có những hành động tư tưởng chống phá nhà nước. Cụ thể, Long Jun cho biết, nhân vật có tên Cô Ngọc Tướng Số đã chia sẻ những bài viết của nam TikToker với những từ ngữ hạ bệ Việt Nam để nâng tầm giá trị của nước Tư Bản. Không những vậy, trong phần bình luận, cô còn gọi những người ném đá mình là bò đỏ với thái độ rất miệt thị. Sau khi tìm hiểu, nam TikToker đã phát hiện thầy tướng số này đã từng kích động, cầm đầu một nhóm người tham gia biểu tình, bạo động nhiều năm về trước. Thậm chí vào ngày nhà nước quốc tang, người này đã cùng với những thành phần khác đã chia sẻ những trạng thái khiến cho người dân vô cùng phẫn nộ. Sau khi bị Long Jun bật mốt quyết chiến đến cùng và bị nam TikToker tố cáo với cơ quan chính quyền, cô Ngọc Tướng Số đã vội xóa hết những bài đăng trên TikTok và Facebook cá nhân của mình, lui về ở ẩn. Đáng chú ý, nhân vật này đã từng xuất hiện trên chương trình Thách Thức Danh Hài cùng với sự hỗ trợ từ nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và hot girl Ngọc Thanh Tâm. Điều này đã khiến cho không ít người nhớ đến câu chuyện huy hiệu lạ của nam ca sĩ trong show diễn Sóng Gió vừa qua. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!